Bạn đang hoang mang về tương lai? Bạn đang stress về việc chọn ngành khi vào đại học? Bạn chưa tìm được sức mạnh của nội tại? Đừng lo, vì đã có Hill Podcast, chuyển ngành, chuyển nghề. Hill Podcast, chuyển ngành, chuyển nghề. Xin chào các bạn. Và mình là Thái Anh. Và mình là Ngọc Trinh. Mình là MC Khánh Thùy. Đây là người đồng hành cùng với tất cả các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Hill Podcast, chuyển ngành, chuyển nghề. Món quà đặc biệt mà Hill dành tặng cho các bạn học sinh 2K6 trong quá trình tìm hiểu những thông tin định hướng về tương lai, về ngành, nghề trong giai đoạn vàng trước ngưỡng cửa đại học. Hello everyone, my name is Phạm Thị Khải Hoàng and I'm the Deputy Head of the English Language Department, Faculty of Global Languages and Cultures from my international university. Hi, 私は Jin です。よろしくお願いします。Chuyển ngành chuyển nghề với sự tham gia của những khách mời đặc biệt trong hệ sinh thái 500 doanh nghiệp, các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên tại Hill sẽ mang đến nhiều câu chuyện thú vị trên hành trình mới dành cho các bạn. Sân khấu chính là thánh đường của tất cả những người làm nghề quản trị và tổ chức sự kiện. Chào mừng các bạn đang đến với thánh đường cùng với chúng tôi. Nếu mình muốn những thứ mình chưa từng có thì mình hãy làm những thứ chưa từng làm. Đón xem Hill Podcast sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 15 tháng 12. Đừng quên theo dõi tụi mình trên fanpage Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và kênh TikTok Hồng Bàng International University để lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn về ngành nghề trong các số podcast sắp ra mắt nha.